ねえねえ、ん？今日31日だよ、うん、最後の日だよ。ね、何すんの？最後の日は日本はね、年越しそばを食べます。そばなの？うん、そば作り方は簡単？簡単、茹でるだけ。そうなの、うん、今家にある？ない。はい。ああ、おいリリー、そば食べる？cái này là cái gì? Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Cái này là? Đẹp quá. Cái này là? Cây kiếm. Cây kiếm. Ừ. Chờ cái món này cần thêm cái này không? Đi cô. Số bà tô. Tempura. Tempura. Là cái gì không? Cái gì? Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi mua mì soba với lại làm đồ chiên để về ăn. Ăn kết thúc một năm nha. Rồi mời các bạn cùng với gia đình mình nha. Ok. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GV khám phá Nhật Bản nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn là gọi là người Nhật là người ta sẽ ăn cái món này cuối cùng trong năm trước khi đón năm mới. Thì cái món đó gọi là món mì soba nha mọi người. Thì tại sao đã ăn cái món này thì hôm nay mình vừa ăn vừa nói chuyện vừa hỏi Megu coi tại sao ăn cái món này nha. Để giới thiệu các bạn nha, đây là thường thường là người ta ăn với lại đồ chiên các bạn. Thì mình không có chiên được nhiều, mình chiên được một cái dĩa tôm nè, với lại cái rau chiên á. Cái gì hành tây với lại cà rốt nữa mình sắc sợi ra rồi mình chiên chung với tôm đó. Ở đây mình có một cái này là mì soba nè đó, mình có hành mình bỏ vô ăn chung nha. Còn đây là cái chén sốt nè, sốt mayonnaise nè. Rồi đây mình có một cái tô này là tô nước dùng mà Megu làm á, để mình nhúng với lại mì mình ăn á. Cái này thì nó nước là nước sôi mọi người, nó nóng đó. Đầu tiên nhá, thì để mình bỏ miếng nước cho cái đó. Nói chung là còn có khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa là chuẩn bị đón năm mới rồi mọi người ơi. Thường thường thì người Nhật người ta ăn trước khi đón năm mới khoảng 1-2 tiếng đó mọi người. Còn miếng gì cần rồi đó nè. Tanoshimi nè. Yeah, chà, cô đây tập đi cơ tàu á. これを塩つけてもいいし、こっちつけてもいいし、とりあえずつけてもいいし。うん。って感じ。ママ。うん。じゃあ、リリーあげてさ。リリー食べる？エビ。うん。これをちょんちょん。あ、これちょんちょんしたい？ちょんちょんってしないで。あ、しないの。どうぞ。ああ。うん。うま。うま。うましいね。はい。手で持ってたもんよ。手で持つ。ね、体感。うん。cầm tay ăn đi, cầm tay. Sô. Thì đây nó có một cái dĩa mì nè, mình sẽ nhúng vô trong cái nước sôi này nè. Nước sôi mà nó có nước tương Nhật trong đây á mọi người. Ăn nó mặn mặn á. Mama sake ni yatte ne. Ta be kata oshite. Đó, cho hành vô rồi nha mọi người. Rồi tiếp theo là cái gì nữa? Soba. Cái này là mì soba á mọi người. Mì soba này là nani de tsukatta no kono soba. Mama ebi. Soba ko. Soba ko? Demo nani? Kome? Ebi. Soba. Soba de iu kon. Ah, so nano. Kome to mata chiru. So nan da. ママ、リーこれ入れたい。入れる？うん。リーが。いいよ。ちょっとだけね。もう、あとい。もう、あとい。うん、いいよ。もうよ。おー、すごい入れたね。
Thế thì mình số bảy cho rồi, cho số 7 cho Lily nha. Số 7 đi tê. Ừ. Rồi Lily ăn số 7 đi. Ăn số 7 cho các cô chú các cô bác ăn đi nè. Số 7 này, bắt đầu bê tê. うん。長生きできるよ。え、これはどういう意味?なんで最後にこれ食べんの?とね、なんかおそばは昔なんか貧乏な人にお寺の人がそば餅っていうのをあげて食べさせてあげたんだって。うん。さ、来その次の年、うん。そのお餅食べた人が幸せになったから、食べたくない。そばを食べるものがいい。うん、だからずっと今まで食べない。うん。食べない。何食べる?出しちゃう。うん、じゃあ、シェフ。はい。まあ、リリー、アントーモン。これ、いくねえな、コントーン。コントーン。ねえ、カム。カムンバーじゃ。カムンバー。カムンバーさ。カムンバー。にゅー。かわいい。うん、よーい。よーいわ。よーいわ。頑張って食べて。はい。có nghĩa là mình sẽ nhúng nhúng vô hộp y để tiếp tập hình. Đồ khả năng. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn. Ôi hư. Ôi xin nè. Dạkimasu. Cô yêu bố yếu. Cô yêu bố yếu thì nó tê. Ngon. Ngon quá. Ăn với tôm mới là rồi. Tới lúc mình. Tới lúc mình ăn thử nha mọi người. Ây, cho tí hành vô nè. じゃあ、ティハンにようなのとお蕎麦は、うん、よく切れるから、うん、今年嫌なことあったじゃん、コロナで、うん、そういうのを、うん、悪い縁を切ってくれるっていう意味もあるのでやっぱ今年は食べた方がいいかなっていうのをね、うん、なので食べましょう、うん、食べよういただきますいただきます、まあ、mọi người nha đó, mình ăn cái này, nghe đâu cọng này cái cọng mì này nó dài á mới quay được tốt tí cọng mì nó dài nè, mình ăn cái này để giống như là mình sống dài giống như cọng mì vậy mọi người. Sống sống thọ đó, nhúng vô. Để thêm miếng nữa đi. Đây, bỏ vô cho cái tô này nhúng nè, đó, nhúng cái nước nè. Có chưa? Chưa nay nó. À tôi đi ăn bữa tiệc chứ. Khi nào tôi kiếm ta bữa tiệc. Mẹ ăn tôm mình lắm, cô đại ski là này đi. Ừ. Nhiều là cari cari nó. Rồi mời mọi người nha, mình ăn thử đây. Giờ qua đâu coi. Cô đó, tập coi. Cái này nó ấm ấm. Giờ qua đâu coi. Ăn nó mềm mềm. Cái vị nó vừa ăn á mọi người. Nhưng mà nếu mà so với người Việt Nam thì nó hơi nhạt, mình nghĩ là vậy. Mình thì mình ăn quen rồi thì được. Tại vì nước tương của Nhật á, nó không có mặn bằng nước tương của Việt Nam mình đâu. Cái tên bura đồ gì ý nghĩa? Ebi tên là trâu trừ nó ý nghĩa, nâng ai kì. À thế hả? Nhân ạ. Hai. Ở đây chuyện này kìa mắt con này là con gì? Con này là con gì? Là con gì? Con này là con tôm. Con tôm. Ừ, giỏi quá. Ồ, ừ, giỏi tôi không? Ai ta? Muốn chưa đâu. Ăn gì? À. Sắp tới tao bị chờ. Có nghĩa là mì soba này thì mình sẽ ăn là để cho nó có cái vị nó mềm. Mình cắn một cái nó đứt ra giống như là mình cắt đứt đi những cái gì mà nó xấu xa trong năm vừa rồi. Giống như corona hay là những cái việc mà mình làm kém may mắn á, mình sẽ cắt đứt đi. Cái thứ hai nó cộng mì nó sẽ dài giống như là cuộc sống của mình, giống như là tuổi thọ của mình nó kéo dài vậy mọi người. Tôm thì nó cũng giống như là trường sinh bất lão hay gì á, mấy người mới nói. Với lại mấy cái thứ này nè. Thì ý nghĩa của cái việc ăn mì cuối năm là như vậy á mọi người. Rồi mời mọi người nha. Hey, mọi người ơi, hôm nay siêu thị nó đông quá. Mình mua về tôm về mình chiên tôm thôi chứ không có chiên mấy khác nữa. Mời mọi người nha, chấm vô miếng sốt nè. Mời mọi người nha. Mềm mềm, giòn giòn. Ngon. Ngon quá. Bao phở yên này.
もっと食べるよ、うん、これだ、うん、これだ、こんにこれだこんとんこんとん、うん、見て、うん、あ、見て食べる？ ngon mà người mì nè, ngon á. Ráng đi ăn đi, còn khoảng 1 tiếng, tiếng mấy rồi, 2 tiếng nữa. Tại tụi Nishi cần rồi đó nè, tao đưa xíu mấy ra nè. Gấp thêm miếng nữa mọi người, ngon quá. Ôi xin, mình chắc. Nè. Mình chắc chắn với mọi người luôn á là bây giờ trên toàn nước Nhật ở đâu đâu nhà nhà người ta cũng đều ăn mì soba. Tại mình này mà nè, Nihon quá nè. Miếng nấy mà tao số bà tại vì tiền rồi này, kết quả kia đi đặc biệt, kia tuần nào này giống như văn hóa của người ta mọi người, mình đi ăn bánh chưng bánh dày á, cái đó là ngày mùng một Tết rồi, mình ăn mình cúng cuối năm á, mình ăn thì đây người ta ăn cái này để xua đuổi tà ma dạng vậy, ừ. Ngon, cái vị nó vừa ăn luôn nè mọi người, tôm này ăn đã luôn,来年はいい年になるといいですね。うん。何願うことはある？とりあえずコロナがなくなってほしいよね。うん。普通に、うん、ねベトナムも行きたいですし、うんうん、遊び行きたいですし。うん。次は？次？目標は？目標？うん。うん。目標か。いろいろあるけど。ひっそり系が教えてよ。俺はね、うん、来年は、うんうん、運転免許もらえるよね、うん、うん、そうだね。まあでもそれは確率だよ。うん、あと新しい仕事、うん、いい仕事、ね、見つければいいよなと思って、うんうん、あと一番大事なことは家帰るように、ね、そうだね、帰れますように、うん、うん、でもね、うん、đây cũng có rau nữa nè, có baby nữa nè. Cái này là rau hành tây nữa mọi người. Nè, đó. Với lại đậu que nữa. Này, tụi nó già sai rồi nè. Ừ. 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 もうこっち食べて、うん、もうこっち食べて、うん、あ、これ尻尾だからもうダメだ、新しいのあげる、じゃーん、今年、うん、一番楽しかったことは何ですか？楽しかったこと？うん、良かったこと？ YouTube で聞けたかな？あー、そうだねみんなフォローしてくれたら、うん、確かにこれ一番楽しい、そうだね、うん、あ、そうかもしれない一番ありがとうね、うん、ありがたい、うん、ママはそれ、まあ、それもそうだし、うん、あとリリの七五三が無事にできたことかな、うんうんうんうん、なんかコロナだったし、うんうん、あとちょっとイヤイヤ期みたいなもあるから、うん、お、見てうまくできるかなって思ったけど、これ食べて、いいよ、食べていいよ、食べて、うん、おいしい、うん、おいしい、食べちゃった、ないないでしょ、来年も一人作ろうかな。そうですね。năm sau làm thêm đứa nữa mọi người。でも欲しいよね。うん。もう一人。リリ cũng 3 tuổi hơn 3 tuổi rồi, năm sau mình làm đứa nữa. うん。Để suy nghĩ đã, coi tình hình kinh tế đã. どうぞ。ありがとうございます。ごちそうさま。ごちそうちゃんと座って。すごい体勢だけど。なあ、ごも。ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, chân tự xoát đi, rồi bye bye, bye bye mọi người đi, bye bye mọi người đi, bye bye, bye bye, rồi đi đi, rồi đi đi đi, đi coi đi, rồi các bạn ơi, Lily nó ăn đã rồi, bây giờ cái nó đòi đi vô coi iPad rồi, cho nó vô coi iPad rồi nha mọi người, giờ hai đứa mình tiếp tục nhé, quay trở lại, baby tao biết đấy, cái cô tao biết tao, cái cô tao biết tao, ngồi xin nhờ bọn,日本人はよくそば食べながら、うん、テレビ見るよね、テレビ、そうだね、うん、あの笑っちゃいけない、そう、面白いですけど、あと紅白とか、うんうん、歌の、うんうん、大体どっちかかな、あとなんか、うん、ジャニーズとか、うん
Nhật người ta thường hay coi TV cuối năm mà mọi người, coi chương trình mà giống như Việt Nam mình có Táo Quân á, thì ở Nhật thì nó có chương trình riêng của nó. あるよ。うん。結構面白いけど。本当？うん。そういうのあるんだ。うん、ちょっとね、終わらせる。ああ、やっぱそういうのなんだね。うん、あと何？1年間は何を起こったか、もう一回ね。うんうんうん。それあるよ。こう食べてから、うん。掃除して。 お酒作ってのもんかな。最高。パパの大好きお酒。 Giờ ăn xong này hai đứa mình sẽ dọn dẹp cho mọi người. Xong rồi sẽ pha hai ly rượu. Vừa ngồi đợi đến 12 giờ đếm countdown á. Đón năm mới. Cả nhà cùng nhau đón năm mới. あさどうするの?ついたち。 じゃあ明日は 新年のご挨拶行こうか。 Mai sẽ mùng 1 đi qua nhà ngoại chúc Tết. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay hai vợ chồng mình cũng đã làm cho các bạn coi được cái món ăn mà cuối cùng của người Nhật ăn trong để kết thúc một năm, để chuẩn bị đón một năm mới, đó chính là món mì soba nha. Thì mình cũng đã nói cho các bạn biết được ý nghĩa của cái món này là như thế nào rồi. Thì nói chung mình cũng làm tôm chiên rồi các thứ mình ăn xong rồi nha. Thì nói chung là cũng kết thúc một năm mới rồi, cũng chúc cho tất cả mọi người nhá, có một cái năm mà có những cái nỗi buồn thì sẽ mau quên đi, để mình chuẩn bị tinh thần mình đón một cái năm mới. Mặc dù bây giờ chưa đến năm mới mình không thể nào chúc mừng năm mới được, nhưng mà mong các bạn sẽ quên đi những cái đau buồn, những cái mất mát, những cái không cần phải nhớ trong năm trước. Hãy mau bỏ qua một bên đi, rồi mình chuẩn bị cái tinh thần để mình đón một cái năm mới, để chuẩn bị cho công việc của mình, cho cuộc sống có thêm nhiều cái tươi đẹp hơn nha. Đó, chúc cho tất cả những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình cũng đã ăn xong rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của hai đứa tụi mình. Thì các bạn cảm thấy video này thú vị thì hãy cho tụi mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha. Nhớ đăng ký kênh giùm mình nha. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến giờ phút này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.